Vâng, xin chào các bạn, tôi là Hùng, giảng viên Học viện Gizento. Chào mừng các bạn đến với buổi học ngày hôm nay. Hôm nay chúng ta tiếp tục lên phương án mặt bằng kiến trúc tầng 2. Lên phương án mặt bằng kiến trúc tầng 2, chúng ta vào file mẫu của công trình này. Chúng ta sẽ kích vào mặt bằng kiến trúc tầng 2. Đó. Mặt bằng kiến trúc tầng 2. Tầng 2 thì chúng ta có một phòng ngủ ngoài. Một phòng ngủ ngoài. Đây kệ tivi này. Phòng ngủ thứ hai. Tiếp tục này, chúng ta có vệ sinh ngoài. Vệ sinh chung. Khoảng này 1 mét này. Rồi, đây là ban công đưa ra. Ta sẽ để ban công đưa ra 1 mét. Ok ha. Chúng ta vào file công trình của chúng ta. Đây, chúng ta vào mặt bằng kiến trúc tầng 2. Tại cây thư mục Project Browser. Chúng ta vào mặt bằng kiến trúc tầng 2. Rồi, tại đây này, chúng ta tiếp tục vào. Chỉnh này, Deep Skyline này. Chúng ta chọn là Architect này. Đó. Bước thứ hai, chúng ta chỉnh chế độ nhìn. Chúng ta chỉnh sang chế độ chi tiết, file. Tiếp tục này, chúng ta chỉnh view lên này. Code sẽ là tầng 3. Top sẽ là tầng 3, code 0 này. Cut button chúng ta sẽ để 1500. Và code dưới sẽ là tầng 2, code 0 này. Đây không này, áp ly, ok này. Đó. Tiếp tục này, chúng ta vào mục view này, visible graphic này, chúng ta sẽ hiện tất cả các đối tượng lên, on này, đó. Tất cả các đối tượng chúng ta chưa hiện, chúng ta hiện hết lên. Tiếp tục chúng ta sẽ vẽ tường này, vẽ sàn tường kiến trúc, architect này, quên này. Chọn tường 220 này. Rồi, tiếp tục này. TR này. TR. Chúng ta nối lại. Và từ đây ra là 1 mét thì chúng ta sẽ vẽ sàn này. Chúng ta sẽ vào 3D này. 3D này. Chúng ta bỏ section box đi này. Đó, bỏ đi để chúng ta hiện phối cảnh của công trình. Rồi chúng ta sẽ online. Đó, tầng trên bằng tầng dưới. Tiếp tục này, chúng ta có thể copy sàn. Thay vì copy sàn thì chúng ta sẽ vẽ sàn nhé. Mặt bằng kiến trúc tầng 2. Chúng ta vào mặt bằng kiến trúc tầng 2 và architect này. Và floor này. Floor architect này. Ta chọn S sàn 120 này. Chúng ta chọn vectơ này. Và chọn pick line, chúng ta chọn vào pick line. Rồi, từ đây này, chúng ta chọn này. Chọn đường này, chúng ta màu V này. 1 mét. Ok. Chúng ta TR nối lại. Code này, 00 này. Tầng 2, ok, finish này. Chúng ta kích vào edit này để chúng ta khoét lỗ trầu thang. Đó, finish này, ok. Tiếp tục qua, chúng ta sẽ vẽ tường thu, tường 10, architect này, luôn này. Chúng ta chọn tường 110 này. Ok, chúng ta ngoài AL. Đó, mép ngoài của tường. Tương tự này, Commissioner. Online. Rồi chúng ta vào mặt bằng kiến trúc tầng 1 này. Chúng ta copy này. Copy.
copy này, này copy này, paste này, select level lên tầng 2. Ok. Đó. Đây chúng ta kéo lại. Chúng ta có ô thang máy này. Chỗ này không có vệ sinh đúng không? Đây là nối lại. Tiếp tục này, chúng ta vào view này. Tab bớt view thừa. Đó. Tại đây chúng ta vào mặt bằng chỗ tầng 2. Chúng ta kiểm tra file mẫu này. Rồi, chúng ta có cửa. Tiếp tục, đây chúng ta kiểm tra xem là bao nhiêu. Đó, 950. 1 mét này. 1200. Rồi, listener. Rồi, chúng ta đi mày. Đi. Kích này. Chúng ta chọn vào bức tường này. Tường ngoài 1200 này. Đó. Rồi đây sẽ là nét trong này, Christiner. Đó, CS này. Đó. CS Christiner. Đó với A. Xong chúng ta online AL. Đó. Tiếp tục này, từ đây đến đây. Tìm đến tìm. 2500. Christiner. Đó, đi. Chúng ta tiếp tục này. Online. Mép ngoài. Đi. 2500 này. Đó, thế thì chúng ta không phải chỉnh nữa. Tiếp tục này, online. Ok. Rồi. 3D công trình này. Đây sẽ là đây hành lang ban công. Hành lang ban công 800. Đây tường kính này. Vách kính này, đây cửa sổ à. Rồi cửa sổ panel kính. Ok, chúng ta nối này, TR. Christiner. Ok, chúng ta sẽ ăn con đất này 800 này. Đó, thì chúng ta sẽ vẽ được một bức tường cao 800. Tường ban, tường ngoài ban công. Này. Kéo vào. Chúng ta xem 3D. Đó, đây sẽ là 800. Tiếp tục này, chúng ta vào mặt bằng kiến trúc tầng 2. Rồi chúng ta kéo này. Đó. Rồi chúng ta bị lệch ở đây là do kích thước tường và kích thước để, kích thước chia trục này chúng ta không đồng nhất. Nếu mà chúng ta làm từ 200 như của bạn đấy thì chúng ta sẽ không bị vướng như này. Thôi, không quan trọng. Tiếp tục này, chúng ta sẽ nhặt nội thất vào đúng không? Để nội thất này chúng ta có thể CM này, Architect này, Component này, Implant này. Đó, chúng ta đặt này, giường này. Đó, chúng ta có thể giường này. 3D này. Tại 3D này, chúng ta cấp. Đó, chúng ta có giường này. Rồi, cách thứ hai là xóa đi này. Chúng ta sẽ copy nội thất từ file mẫu của chúng ta. Tại vì nội thất bên này nó đẹp hơn. Đó.
chúng ta có giường, có táp đầu giường này, có bàn học này, nó có tủ này, quá đẹp, căn cho xe này. Mặt bằng kiến trúc tầng 2, căn cho V này. Rồi chúng ta copy tạm rồi này, ESC này. Chúng ta lôi vào MV này. Đó. Clip Singer CS này. Đó, mọi người tạo CS này. Tại sao tôi hay dùng lệnh CS? Đó. Tại vì khi mà chúng ta có đối tượng trên trên bản vẽ rồi, chúng ta không cần nhớ lệnh lôi đối tượng đấy ra là cái gì, chúng ta chỉ cần nhấn CS thôi và chúng ta sẽ tạo được một đối tượng tương tự. Đó. Hoặc chúng ta có thể copy kéo này. Đó, copy này, chúng ta lệnh copy của chúng ta giữ control này. Giữ control này, xong giữ chuột trái, chúng ta kéo vào. Đó. Quét này, xóa đi. Quay đối tượng này, RO này. Đây chúng ta có bàn học đúng không? Ok, xóa đi này. Tiếp tục này. Đây chúng ta cũng có. Thay vì chúng ta nhấn CO, chúng ta giữ chuột trái, chúng ta kéo sang. Đây chúng ta có thể lấy đối xứng này, DM. Đó. Rồi chúng ta có thể copy cửa đi. Rồi chúng ta có kệ TV nữa đúng không? Vào thư viện của chúng ta này. Thư viện này. Đó, kệ TV này đẹp hơn nhiều. Chúng ta còn có cả cái đôn này, Ctrl C, thảm trải này. Rồi, thư viện nội thất này rất đẹp. Ctrl C này. Ctrl V này. Ok, ở đây chúng ta có vệ sinh này. Đó, chúng ta cứ vẽ rồi xong chúng ta sẽ chỉnh kích thước sau. Chúng ta kiểm tra kích thước và chúng ta sẽ chỉnh. Đây. Rồi, 3 mét, chúng ta sẽ để 3 mét này. Hoặc rồi, chúng ta kiểm tra bức tường này. Đó, tô offset này. Chúng ta để 0 này. 0 này. Mọi người nhìn thấy không? Bức tường này của chúng ta đang cao so với các bức tường còn lại. Cách thứ nhất này, chúng ta chỉnh vào bức tường, chọn vào bức tường này, chúng ta kiểm tra thông số này. Đó, top offset là chúng ta, nó đang cao với so với tầng 3, 300, thì chúng ta sẽ chỉnh nó về 0. Hoặc cách thứ hai, chúng ta align, chọn vào bức tường này. Đó, nó sẽ tự động về mục modify của quân, modify của bức tường này. Đó, chúng ta chọn align. Ok. Đó, hoặc ở đây chúng ta cũng có thể kéo vào. Đăng lại. Đó, sẽ ăn vào tham một chút. Đó, sàn chúng ta đua ra một chút. Ok, tiếp tục này, chúng ta đi này, đi. Đó, đây là 1 mét. Và tiếp tục này, online. Chắc chắn là chúng ta sẽ không để nó, không để nó không thẳng hàng như này được. Chúng ta phải online vào. Đó. Để phòng này nó bị xấu. Đó, đây này. Khi mà chúng ta để nó không thẳng hàng, nó có cái góc nhọn này. Đó, góc nhọn này. Rồi chúng ta kiểm tra kích thước trong lòng 1m3. Đúng rồi. Vệ sinh ấy thì chúng ta làm rộng thì nó càng tốt thôi. Rộng rãi sử dụng thì nó sẽ thoáng hơn. Rồi chúng ta sẽ tôn trọng cái bản vẽ của chúng ta. Một
300. Đó.